Chào mọi người, hôm nay mình đã chia sẻ thêm một món chả giò chay. Chả làm xong thì bên ngoài có độ giòn, bên trong thì vị ngọt từ phai và rau củ. Chả ăn cùng với tương ớt, hạt tương cà, nước mắm chay chua ngọt. Đặc biệt phần chả giò thì giòn được rất là lâu luôn đó các bạn. Đây là tất cả các nguyên liệu mình có: một trái bắp, một củ cà gót, một củ khoai lang, khoảng 50g nấm mèo và ít cộng ngò gí, một củ khoai môn. Và đây là đậu xanh thì mình cũng đã ngâm mềm, thì mình sử dụng là 100g. Còn về phần gia vị, mình có một thìa canh nước tương, một thìa canh hạt nêm chay, một ít tiêu xay và một ít đường. Và mình sử dụng cái bánh tráng đậu xanh thì mình dùng là 2 bọc, mỗi bọc là 10 miếng nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đi hấp cái phần đậu xanh. Thì đậu xanh này mình đã ngâm trước, nó mềm rồi, nên khi mình hấp nó sẽ mau được chín. Trong thời gian mà mình đi hấp cái phần đậu xanh thì mình sẽ đi gọt cái phần bắp. Thì mình sẽ gọt cho những hạt bắp này nó mỏng. Thì các bạn có thể sử dụng cái dao bào để mình bào ra cho nó mỏng. Và củ cà gót thì mình bào sợi nhỏ. Đến khoai lang thì mình cũng bào sợi nhỏ ra. Thì nếu như các bạn thích các loại rau củ nào hoặc là khoai nào á thì mình có thể thêm vô. Và nấm mèo thì mình ngâm mềm, mình rửa sạch rồi á thì mình cũng sẽ sắt ra cho nó thật là mỏng. Mình để nấm mèo vô trong cái phần nhân á, ăn nó có độ giòn dai. Và củ khoai môn thì mình cũng sẽ xắt mỏng ra. Đậu xanh thì nãy giờ mình hấp á, nó cũng đã chín mềm rồi. Thì giờ mình sẽ đem ra ngoài. Mình bắt một cái chảo lên để mình đi xào phần nhân. Thì mình để một ít dầu ăn và ngò gí vô phi cho cái ngò gí này nó thơm. Rồi mình sẽ để bắp vô để mình đi xào. Thì mình xào cái phần bắp này cho nó săn. Tại vì bắp nó lâu chín á nên mình xào trước. Và mình sẽ nêm gia vị vô đây là hạt nêm chay và một ít đường. Phần bắp săn lên á thì mình sẽ để khoai môn và nấm mèo vô. Thì cái phần khoai môn á các bạn không xào á thì có thể đem đi chiên, thì chiên cho nó vừa chín tới là được. Và mình để cà gót và cái khoai lang vô. Mình để vô đây một ít nước tương. Rồi mình xào đều lên. Thì về phần gia vị á, các bạn nêm sao cho vừa hợp khẩu vị với gia đình mình nha. Và khi xào á, mình xào sao cho cái phần nhân này nó đừng có ra nước nha các bạn. Tại vì nếu ra nước khi mà mình cuộn dưới chả giò á, nó sẽ không có được giòn. Thì cái nhân này mình xào nó cũng vừa chín tới rồi, rất là khô ráo cái phần nước. Thì mình sẽ để vô đây một ít tiêu xay. Rồi mình tắt bếp, mình đem ra ngoài. Và mình chuẩn bị cái thao, mình sẽ để đậu xanh vô. Đậu xanh thì khi hấp xong á thì mình giã cho nó hơi nhuyễn tí nha các bạn. Rồi mình sẽ để tất cả các rau củ cũng như bắp, nấm và khoai mà hồi nãy mình có xào trước á, mình để vô rồi mình trộn cho nó thật đều lại với nhau. Về cái phần nhân chả giò này á, mình có sử dụng cái đậu xanh á, nên khi ăn á, nó có vị béo bùi, nó sẽ được ngon. Thì mình cũng đã trộn nó đều lại với nhau hết rồi á, mình sẽ đi cuộn cái phần chả. Và mình sẽ đi cuộn cái phần chả giò. Thì mình sử dụng cái bánh tráng đậu xanh
cái bề mặt bóng mình sẽ để ra ngoài, còn cái bề mặt sần sùi mình sẽ để vô trong nha các bạn. Mình sử dụng khoảng 1 thìa cà phê nhân, rồi mình cuộn 3 vòng. Mình sẽ bẻ lại hai đầu cho nó thật là chặt. Rồi mình cuộn. Thì mình sử dụng cái bột bắp á, mình pha với một ít nước để mình thoa đều lên cái miếng bánh tráng cuối cùng để cho nó dính lại với nhau. Thì khi mình chiên á, nó sẽ không có bị bong ra. Thì tiếp tục cái chả giò còn lại á, mình cuộn đến khi nào hết thì thôi. Chả giò thì mình cũng đã cuộn xong rồi, mình sẽ đem đi chiên. Thì các bạn muốn ăn cái phần chả này lâu hơn á, thì có thể để vô ngăn đá, rồi khi ăn mình đem ra mình chiên. Mình sẽ bắt chảo lên để mình đi chiên chả, thì mình để dầu ăn cho nhiều. Thì dầu ăn nóng mình sẽ để chả từ từ vô để mình chiên. Mình chiên với cái mức lửa là vừa. Và các bạn chiên sao cho cái phần dầu ăn nó ngập cái phần chả. Thì như vậy chả nó sẽ được giòn và lại vàng đều. Và trong lúc chiên á, thì mình cũng thường xuyên mình chở bề qua lại. Bề mặt dưới á, nó cũng vừa vàng tới mình chở bề lại. Chả giò này á, nếu như các bạn không chở bề thường xuyên á, thì chả nó không vàng đều và lại không có độ giòn. Và chả thì nó cũng vừa vàng tới rồi. Thì mình sẽ đem ra ngoài. Mình sẽ đem ra ngoài cái giấy thấm dầu. Và cái phần chả còn lại á, thì mình chiên đến khi nào hết thì thôi. Món chả giò chay á, thì mình cũng đã làm xong. Thì chả làm xong ăn cùng tương ớt, hạt tương cà, nước mắm chay chua ngọt, gói cùng rau sống. Và chả thì bên ngoài có độ giòn, bên trong thì vị ngọt từ rau củ và các loại phai. Thì món chả này á, các bạn có thể dùng để đãi tiệc cũng rất ngon, lại tiện. Chúc các bạn có thêm món chay ngon cho gia đình.